chào mọi người nha, em tên là Hướng. Và trong cái tour lần này tìm hiểu về văn hóa của người dân tộc Tày trong ngày Tết lớn nhất. Chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh, thiết bị chống rung và tai nghe, cô gái trẻ dân tộc Giấy Vũ Ngọc Hướng đã đưa một Sapa thu nhỏ đến với khán giả khắp mọi nơi. Nhận thấy nhu cầu của khách du lịch vì dịch Covid-19 không thể xê dịch, Hướng quyết định làm tour trực tuyến, qua đó giúp họ trải nghiệm những điểm đến hoang sơ, khám phá nét đẹp văn hóa vùng Tây Bắc và cả tương tác với người dân bản địa. Xuất phát từ niềm yêu thích về văn hóa này, niềm yêu thích về du lịch và đặc biệt là trong cái giai đoạn Covid-19 này thì cảm thấy là mọi người ở nhà rất là chán. Vậy nên là cũng muốn tổ chức một hoạt động gì đó để giúp cho mọi người có thể giải tỏa căng thẳng trong những ngày giãn cách. Tôi còn tổ chức các cái tour du lịch trải nghiệm online này bởi vì là muốn hỗ trợ, muốn giúp đỡ những cái người làm du lịch, đặc biệt là các bạn hướng dẫn viên du lịch người bản địa thì các bạn này có thể tiếp tục công việc của mình. Các tour hướng làm chủ yếu thông qua ứng dụng trực tuyến Zoom hay nền tảng Google Meet và thường diễn ra vào cuối tuần. Các điểm đến được lựa chọn theo yêu cầu của đại đa số du khách và phù hợp với hình thức online, từ check-in vào bản người Hơ Mông, khám phá bãi đá cổ trong thung lũng Mường Hòa hay tham gia ngày Tết quan trọng của người dân tộc Giấy. Một trong số mà những cái khó khăn mà tôi thường gặp nhất đó chính là về điều kiện thời tiết cũng như là đường truyền. Ngoài ra nữa thì nó cũng liên quan đến vấn đề sức khỏe cũng như là vị trí địa lý. Ví dụ như là đi đến một cái bản làng nó khá là xa, nơi mà tôi ở thì ở chỗ đó thì gần như là không có kết nối internet chẳng hạn. Được đi du lịch tại gia, vi vu qua màn hình điện thoại, tìm hiểu những câu chuyện thú vị, đồng thời được hỏi đáp một cách thoải mái. Đa phần du khách khá thích thú với các tour du lịch online này. Trong giai đoạn giãn cách xã hội này thì việc ở nhà trong nhiều ngày liền khiến mình cảm thấy rất là bí bách, đặc biệt là đối với bản thân mình là một người rất là đam mê xê dịch. Nên là thông qua cái tour du lịch trải nghiệm online này thì mình cũng có cơ hội được tham quan nhiều cái địa điểm đẹp của Sapa. Bên cạnh đó thì mình có cơ hội biết thêm được nhiều nét văn hóa đặc sắc của người dân tộc Giấy, điều mà mình rất khó để có thể tự tìm hiểu. Nói chung là trải nghiệm này rất là thú vị đối với mình.